Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán skin Electrical Ultra Galaxy Z Fold 2. Bước 1. Vệ sinh phần mặt lưng Galaxy Z Fold 2. Chúng ta sẽ sử dụng khăn lau chuyên dụng để lau hết bụi bẩn bám trên bề mặt của nắp lưng. Các bạn yên tâm, khi các bạn mua sản phẩm bên shop sẽ kèm theo bộ dụng cụ hỗ trợ dán cho các bạn. Dĩ nhiên là trừ cái máy khò nhiệt trong video nhé các bạn. Còn nếu bạn nào không có máy khò nhiệt thì ta có thể sử dụng máy sấy tóc để thay thế. Bước 2. Ở miếng dán skin vào phần mặt lưng Galaxy Z Fold 2. Chúng ta sẽ ướm miếng dán bắt đầu từ phần chân sạc, ướm lên phần cụm camera ra sau của Z Fold 2. Vì miếng dán được làm từ chất liệu đặc biệt, nên trong quá trình dán, nếu có ướm sai thì chúng ta có thể nhấc lên đặt lại vô tư. Sau khi ướm cố định và chắc chắn thì chúng ta sẽ lấy miếng gạt để đẩy hết bọt khí và cho đều kéo nhất có thể. Miết đều các góc cạnh góc nhất có thể. Trong quá trình miết, chúng ta sẽ sử dụng thêm công cụ hỗ trợ, đó là máy khò nhiệt. Nó sẽ giúp miếng dán nhanh mềm và bám keo hơn. Miết đều các góc cạnh góc nhất có thể. Tiếp đến, chúng ta sẽ dán miếng dán skin vào phần cụm camera ra sau. Đừng quên khò nhiệt để cho miếng dán skin phần cụm camera ra nhanh khô và bám dính hơn nhé. Bước 3. Ướm miếng dán skin vào phần viền màn hình ngoài. Vì file cắt được cắt chuẩn theo máy nên quá trình ướm các chi tiết nhỏ ở máy Z Fold 2 là vô cùng đơn giản. Trong quá trình dán, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Bước 4. Dán skin vào phần gáy lưng Galaxy Z Fold 2. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.
không đóng cửa. Shopee, mẹ em đi làm này. Vào xem này.